Mời bạn hãy đến thăm đất nước Việt Nam của chúng tôi, đất nước của những vẻ đẹp bất tận. Bạn sẽ ngạc nhiên và hài lòng với những trải nghiệm thú vị và ấn tượng trên hành trình suốt chiều dài hình chữ S của đất nước chúng tôi. Việt Nam, vẻ đẹp bất tận. Điểm đến đầu tiên mà bạn không thể bỏ qua nếu lần đầu tới Việt Nam, đó chính là Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Vịnh Hạ Long nổi tiếng trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp ngoại hạng về thẩm mỹ và địa chất địa mạo, với hàng nghìn đảo đá muôn hình vạn trạng tạo thành một quần thể vừa sinh động vừa huyền bí. Vịnh Hạ Long còn được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới mới và luôn nằm trong danh sách những vịnh đẹp nhất trên thế giới cho đến nay. Ngoài Vịnh Hạ Long, khi ghé thăm Việt Nam, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp quyến rũ của các bãi biển hoang sơ, những bờ cát trắng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, nước biển xanh, trong vắt như Vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Bãi biển Đà Nẵng, một trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Ngoài ra phải kể đến các đảo Phú Quốc, Lý Sơn, để tăng sức hấp dẫn và cạnh tranh cho du lịch biển, nhiều dịch vụ giải trí, thể thao biển đã được đưa vào hoạt động như cano, lướt ván, dù lượn, lặn biển, cũng góp phần đáng kể vào việc phát triển sản phẩm du lịch biển đảo Việt Nam. Thiên nhiên Việt Nam như một viên ngọc lung linh mà chỉ những ai đặt chân đến mới có thể cảm nhận được Việt Nam bởi vẻ đẹp và sức sống mãnh liệt của chúng. Phong Nha Kẻ Bàng là vương quốc hang động trên thế giới, trong đó hang Sơn Đòn được coi là một trong những hang động đẹp nhất, lớn nhất trên thế giới. Di sản này không chỉ minh chứng cho một đất nước Việt Nam tươi đẹp, đa dạng về phong cảnh thiên nhiên, phong phú về bản sắc văn hóa dân tộc, có bề dày lịch sử, mà còn là những điểm đến hấp dẫn khách nhất hiện nay. Việt Nam có một hệ thống di sản vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú đa dạng, trải dài trên cả nước.
sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Champa cùng với phố cổ Hội An tạo thành một quần thể di sản hấp dẫn. Với một đất nước có nhiều truyền thống tốt đẹp, nơi sinh sống của 54 dân tộc anh em, với những sinh hoạt văn hóa vừa đa dạng, vừa đặc trưng đã góp phần tạo nên những nét đẹp văn hóa, tính độc đáo của riêng dân tộc Việt Nam. Nếu nói về các quốc gia có các món ngon xứng đáng để bạn xách vali lên và đi, thì Việt Nam là sự lựa chọn số 1. Ẩm thực Việt Nam phong phú và đa dạng. Từ những món ăn cao lương mỹ vị, đến những món ăn đường phố luôn có sức hấp dẫn lạ thường đối với cả người dân bản địa và những vị khách du lịch dù khó tính nhất. Việt Nam thực sự là thiên đường ẩm thực của thế giới. Một kỳ nghỉ tại một đất nước Việt Nam xinh đẹp. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng với những dịch vụ chất lượng đẳng cấp quốc tế chắc chắn sẽ đem đến cho bạn những cảm giác thư giãn, sảng khoái, giúp hồi phục sức khỏe về thể chất và tinh thần. Việt Nam được mệnh danh là đất nước của những con người đôn hậu, thân thiện và hiếu khách. Ở nơi đâu trên đất nước này, bạn cũng sẽ được tiếp đón bằng những nụ cười tự nhiên và vô cùng quyến rũ. Việt Nam là điểm đến đem lại những trải nghiệm với cảm xúc mạnh mẽ, từ du lịch biển đảo đến các kỳ quan thiên nhiên hay nét hấp dẫn về văn hóa ẩm thực cho tới những thành phố trẻ trung, sôi động và hiện đại. Việt Nam, một vẻ đẹp bất tận đang chờ được khám phá.